nay vô rừng bác ông qua đây có ông trà bá nện bên cây đó kìa, chỗ ta mình chỉ nè, trà bá nện luôn bên xuống nha các bạn. Nay đi anh Tiến Vinh Tư nè, này đang làm gọi để lên bắt nha các bạn ơi. Này mình đứng ở trên suối rồi hồi mình lên quay áo ông mới thấy được các bạn, đầy bánh xa xa chăn độc dừa gà gãy đó các bạn. Còn nằm trên độc dừa gãy rồi. Đến hồi lên quay cho bạn xem rồi lên tới ông quay cho các bạn xem món ông nha. Cây lùm quá các bạn ơi. Dài dài luôn. Không, dài hết. Quá trời dài tao ông các bạn. Ô mà cũng kèm quá sướng các bạn ơi. Thank you.
chỗ này già các bạn, năm mặt thì tàn các bạn ơi. Năm mặt thì tàn hơi nhiều. Các cái chỗ này nó ở thì nó ở nha các bạn, còn mặt này mình không có lấy hết nha. Cắt chừa mặt lại nha các bạn, chừa mặt cũng tàn lại. Đó, mình cắt sướng đi các bạn, có nhánh ngồi thì cắt luôn. Mặt bự quá mà khô. Mặt bự quá mà khô các bạn. Xuống thôi các bạn ơi.
Chạy với nhau Thank you.